Xin chào quý vị và các bạn. Đêm nay và ngày mai, thời tiết khu vực Bắc Bộ có sự khác biệt. Nếu như phía Đông Bắc, trong đó có thủ đô Hà Nội, tiếp tục có mưa nhỏ, mưa phùn và sương ẩm, thì ở khu vực còn lại là những cơn mưa rào và dông. Sự khác biệt này là tạo ra bởi hai dạng hình thái thời tiết khác nhau. Với khu vực Tây Bắc và vùng núi Bắc Bộ chịu ảnh hưởng của vùng hội tụ gió di chuyển từ vùng Thượng Lào sang. Còn ở phía Đông, khu vực ven biển và đồng bằng chịu ảnh hưởng của khối không khí lạnh tăng cường lệch đông với đới gió Đông Bắc đến đông ẩm tiếp tục gây ra mưa mù. Do còn có mưa nhiều nên nền nhiệt trong ngày mai ở miền Bắc không cao, dao động trong khoảng là từ 22 cho tới 25 độ. Trời lạnh vào ban ngày và chỉ còn rét về đêm và sáng. Với Trung Bộ, nơi chịu tác động của không khí lạnh là các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh. Ngày mai trời nhiều mây, mưa rải rác, nhiệt độ ngày thấp từ 23 đến 24 độ. Còn ở Quảng Bình trở vào đến tận Bình Thuận, trưa chiều mai mây giảm, trời có nắng, với nền nhiệt tăng dần từ 25 cho tới 31 độ. Ở phía Nam, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, ngày mai thời tiết vẫn duy trì nắng từ sớm, nền nhiệt trưa chiều ổn định. Ở khu vực Tây Nguyên, mức nhiệt là từ 27 đến 30 độ, còn ở Nam Bộ, nhiệt độ là từ 32 đến 34 độ. Trên biển ở khu vực Vịnh Bắc Bộ trong đêm nay và sáng sớm mai sẽ xuất hiện lại hiện tượng sương mù và sương mù nhẹ, làm cho tầm nhìn xa bị giảm thấp dưới 1 km trong sương mù. Còn ngoài khơi, ở khu vực phía Bắc Biển Đông, vùng biển quần đảo Hoàng Sa, vùng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau và vùng biển phía Tây của khu vực Nam Biển Đông, vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa là những nơi tiếp tục có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, sóng biển cao từ 3 đến 4 mét, biển động mạnh. Những ngày gần đây, mực nước sông Đà xuống rất thấp. Kể từ tháng 6 năm 2023, đây là lần thứ hai mực nước cạn kiệt kỷ lục trong vòng 30 năm trở lại đây. Do mực nước xuống thấp, các bãi bồi lớn trồi lên dọc khắp lòng sông qua các tỉnh Phú Thọ, Hòa Bình cho tới thành phố Hà Nội. Giao thông đường thủy cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Tàu thuyền đi lại gặp nhiều khó khăn khi phải tránh va phải các bãi cát ngầm. Nhiều tàu thuyền nằm một chỗ hàng tháng nay do không thể di chuyển trên sông. Trong văn bản, Bộ Tài nguyên và Môi trường gửi các bộ, Công thương, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Xây dựng, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc thực hiện các giải pháp giảm thiểu nguy cơ thiếu nước cấp cho hạ du các lưu vực sông trong mùa cạn năm 2024, hồi tháng 12 năm 2023 có nhận định. Dòng chảy trên các sông khu vực Bắc Bộ thiếu hụt so với trung bình nhiều năm, từ 23 đến 48%. Dự báo từ nay cho đến tháng 6 năm 2024, khả năng cao lượng dòng chảy trên các sông suối và về hồ chứa trên các lưu vực sông ở mức thấp và thiếu hụt so với trung bình nhiều năm.